3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chúng ta đang rẽ phải. Và 93 này nó có hai nhánh nè. Xe hơi vào được. Cái hẻm 193 này nó giống như là hẻm nội bộ vậy đó. Hẻm 193 có thể xe hơi có thể để ở ngoài. Nhà hẻm nội bộ. Quay lại. Để vô đây thử coi. Shop đẹp. Đúng là cái hẻm nội bộ, hẻm cục. Cái 193 này thú vị nhỉ. Cái 193 này chắc là đi chắc không phải là tới 5 phút quá. Tới đây. Về đụng luôn. 93. Ra lại. Làm sao cho khoảng tới 3 phút thôi, nhiều quá coi nhức đầu. Chạy rung rung nhức đầu. Này đi ra nè. Đây. Đó, hẻm 193 này, cái hẻm này nó lạ. Trong kia cũng không có cái con đường đó là cái con đường nội bộ rồi, hẻm nội bộ. Đó. Đó, hẻm 193. Đi luôn cái hẻm 193 đây đi. Hẻm này là hẻm rẽ bên trái. Biệt thự lớn dữ à. Wow, biệt thự lớn quá. Vô đây hẻm cục. Cho quay lại ngắm cái nhà biệt thự ở hẻm 193 ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi. Wow, đẹp quá. Rồi, hết đường hẻm 193. Hẻm 193 này đi ngang qua là nó nằm ngay chỗ đường Lý Chánh Thắng nè.